chào quý vị, chào các bạn. Hôm nay Tuấn Lưu Piano trở lại với quý vị một bài học tiếp theo trong phần hướng dẫn đệm hát các nhịp điệu của các bài hát trong trong các cái ca khúc của Việt Nam cũng như của nước ngoài. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị tiếp theo những bài trước là đã hướng dẫn nhịp 2-4-4-4 rồi. Thì hôm nay tiếp 6-8 rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một loại nhịp nữa mà các nhạc sĩ đã viết rất nhiều bài ở trên cái thể loại nhịp này mà rất là quen thuộc với chúng ta, đó là thể loại nhịp 3-4, nhịp 3-4 hay là còn gọi là nhịp van, nhịp van. Bởi vì cái tiết điệu của nó là gì? 1-2-3, 1-2-3. Thì ở những bài nhịp 3-4, cho dù ở thế các cái bài hát viết cho thiếu nhi này, viết cho ca khúc nhạc trẻ này hay ca khúc cách mạng này đều có ở nhịp 3-4. Tuy nhiên cái số lượng bài nhịp 3-4 là không nhiều, bởi vì cái nhịp 3-4 của nó, cái tính chất của nhịp của nó 1-2-3, nó nghe nó hơi đều, đâm ra là nếu như mà người nhạc sĩ viết ở cái thể loại nhịp này hơi khó diễn tả những cái cảm xúc. Tất nhiên tính chất của nhịp van là tươi vui, nhộn nhịp, nhưng để viết những ca khúc trên cái nền nhịp này là rất khó để diễn tả được cái cảm xúc. Chính vì thế cái số lượng bài viết ở nhịp 3-4 sẽ ít hơn số lượng bài viết ở nhịp 2-4, 4-4 và 6-8. Tôi sẽ ví dụ một cái bài mà quen thuộc nhất với thiếu nhi mà chúng ta ai cũng thuộc, trong các cái buổi sinh nhật đều hát tặng nhau, đó là bài Happy Birthday to You. Chúc mừng sinh nhật, một bài hát mà ai cũng biết, bài này cũng viết ở nhịp 3-4, nhịp 3-4. Chính vì thế nếu như khi mà chúng ta đệm hát, chúng ta phải biết được cái nhịp để chúng ta đánh nó đúng nhịp thì người hát mới hát được, mới hát chuẩn xác. Hoặc là một bài khác mà ai cũng biết, một bài nữa, đó là bài hát Bụi Phấn. Tôi sẽ ví dụ tiếp theo này. Bài nữa, hoặc là một cái bài, tôi có thể ví dụ một cái bài ca khúc nhạc trẻ, nhạc trẻ mà quý vị chắc chắn rằng đã nghe trước đây rất là nhiều rồi. Một bài hát rất là quen thuộc của Sơn Tùng MTP, bài hát có tên là Chắc Ai Đó Sẽ Về. Tôi đánh một cách dàn trải hơn này, 1 2 3 4 5 6.
trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây. Bàn tay cứ bàn tay yêu ấm cô níu kéo em vào này, những giọt nước mắt lăn dài trên mi, cứ thế anh biết phải làm sao. Tình yêu trong em đã mất, thời gian thì theo gió, còn ai chỉ nơi đây có đó. Sau đó đến thẩm điệp khúc thì vẫn là nhịp 3-4, hoặc tôi giới thiệu một bài nữa để quý vị có thể thấy một bài rất quen thuộc và rất nhiều người hát, bài về nhạc cách mạng này. Và còn nhiều lắm những bài của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ví dụ một cái bài mà cũng rất nhiều người biết bài này, lời bài hát rất là hay. Bài hát là có tên là Hãy yêu nhau đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá, hãy yêu nhau đi dòng nước đã trôi xa, nước trôi qua tim đông đầy. Rồi. Thì tất cả những bài hát đó đều viết ở nhịp 3-4. Và vừa rồi tôi tổng quát một chút tất cả những bài hát ở nhịp 3-4, nhưng quý vị có thể đã hình dung ra cái nhịp điệu mà tôi sẽ đệm cho những bài hát nhịp 3-4 ở mức độ đơn giản. Ở mức độ đơn giản. Tất nhiên là sau cái bài này tôi sẽ có một cái bài, có một vài cái soundtrack chơi giai điệu bằng thổi bằng kèn saxophone những cái bài hát này để tặng cho quý vị, và quý vị sẽ nghe và quý vị sẽ đệm nhịp 3-4 trên giai điệu bài hát đó để đuổi theo bài hát đó, cũng như các cách để quý vị sẽ luyện màu hòa âm của giọng đô trưởng để đặt vào các bài hát nhịp 3-4 đó. Thế thì bắt đầu vào cái bài này, để bắt đầu vào cái bài học này, tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách đệm nhịp 3-4 cho dù là bài hát nào, cứ nhịp 3-4 thì ta sẽ làm như sau. Quý vị lưu ý này, quý vị có thể nhìn trên màn hình thấy cái phần bàn phím hiện rất là rõ và có cả tên nốt. Bởi vì khi tôi hướng dẫn thì cũng rất nhiều quý vị lớn tuổi cũng mong muốn rằng tôi hướng dẫn thật chậm để quý vị có thể nhìn và làm theo được. Thì tôi sẽ cố gắng ở mức độ chậm nhất để cho giúp quý vị xem. Tất nhiên trong quá trình học thì tôi dạy thì tôi sẽ hướng dẫn nhanh hơn. Còn khi quý vị học thì quý vị có thể xem cái video này trên YouTube và quý vị tạm dừng. Sau đó nếu quý vị tập chưa được, quý vị lại tua lại. Đó. Đó là một cái hình thức học nó sẽ hiệu quả hơn. Thì hy vọng rằng quý vị sẽ học theo cái cách như vậy để đạt được cái hiệu quả mong muốn. Cái âm hình đầu tiên là tôi sẽ đánh trên giọng đô trưởng này, là hợp âm đô là đồ mi son. Thế thì cái một bài hát giống như những bài hát, những cái bài học trước tôi đã nói, một bài hát bao giờ cũng có hai phần. Phần một là phần trình bày, phần thứ hai là phần phát triển. Đó, chính vì thế cái phần đầu tiên bao giờ ta cũng đánh đơn giản thôi. Đánh đơn giản thôi, càng đánh dễ thì càng quý vị, nhất là khi quý vị đệm hát và quý vị nếu đánh khó quý vị sẽ không đánh được. Đó, chính vì thế mà quý vị hãy đánh đơn giản giúp tôi. Đầu tiên là đồ hợp âm đô trưởng, đồ mi son này. Đồ, tay bên này đồ mi son, ba nốt đồ mi son này. Mà tay bên này sẽ đánh hai nốt còn lại là mi và son. Đồ. 1 2 3 1 2 3. Quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình này, 1 là còn chỉ có nốt đô thôi. 2 3 thì hai cái nốt còn lại này. Mi son và bên này đồ mi son. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Mới đầu ta có thể đánh chậm 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Quý vị cứ đánh một lúc cho quen cái tay đi. Quen cái cữ tay.
khi đánh quý vị hãy khum tròn bàn tay. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Đây là đô trưởng này. Cái âm hình chủ đạo của nó như thế này, 1 2 3. Khi ta chuyển sang các hợp âm khác cũng vẫn là như thế. Bây giờ ta chuyển hợp âm pha trưởng này thì sẽ là pha la đô, bên này cũng pha la đô. Tay phải là pha la đô, tay trái là pha la đô, thì sẽ bắt đầu tiếp tục đô đầu tiên và la đến đô là hai phách còn lại. Bên này cũng thế, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 này, 1 2 3. Như vậy cái tay bên phải đánh vào hai phách còn lại là 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Đô trưởng này, 1 2 3, 1 2 3, pha trưởng, 1 2 3, 1 2 3. Sau đó ta sang son trưởng, 1 2 3, 1 2 3. Đánh ở trên này cũng được quý vị nhé, nhưng tôi đánh ở bên dưới. Vì sao? Vì cái hợp âm son nếu mà đánh ở trên này thì nghe nó sẽ hơi mỏng, vì cái âm vực ở trên này nó là quãng cao hơn cho nên nó hơi mỏng. Chính vì thế ta hay đánh đôi son trưởng ở dưới này thì nghe nó đầy đặn, tiếng đàn nghe nó ấm hơn. 1 2 3, 1 2 3 về đô trưởng, pha trưởng, son trưởng, đô trưởng, la thứ. Tôi sẽ đánh 6 hợp âm trong giọng đô trưởng, gồm có đô trưởng, pha trưởng, son trưởng, la thứ, rê thứ, mi thứ. Đó. Trưởng, pha trưởng, son trưởng, la thứ, rê thứ, mi thứ. Đây vẫn là 6 cái hợp âm mà tôi đã sử dụng rất nhiều trong các bài tập. Và nói chung thì quý vị chỉ cần đánh được 6 âm này thôi. Quý vị nào nếu mà chưa biết 6 âm này thì mời quý vị xem lại những bài trước đó, hoặc là những bài nghe màu hòa âm. Tôi đã nhấn mạnh rất nhiều về 6 âm của giọng đô trưởng. Đó. 1, 2, 3, pha, son, la, rê, mi. Đó, cách đánh cái âm mình một là như thế, 1 2 3 là như thế, được chưa? Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá, hãy yêu nhau đi dòng nước đã trôi xa, nước trôi qua tim đong đầy. Hoặc là nếu như quý vị chỉ cần đánh hai hợp âm đô trưởng và son trưởng, quý vị đặt vào bất kỳ giai điệu chỗ nào của bài hát cũng được. Tôi sẽ lấy cái bài Hãy Yêu Nhau Đi là cái bài này chúng ta sẽ tập ở cái nhịp 3-4 trong bài hôm nay. Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá, hãy yêu nhau đi dòng nước đã trôi xa, hãy nước trôi. Tôi chỉ đánh ở hai hợp âm đô trưởng và son trưởng. Và quý vị có thể đặt cả cái bài này, quý vị đặt vào chỗ nào cũng được, cứ đô và son. Miễn sao là quý vị phải hát đúng nhịp và đánh đúng nhịp. Thì cứ bước đầu ta phải đánh như thế thì mới dễ đánh. Đó, đó là phần trình bày, cái phần A. Còn đến phần B thì chúng ta sẽ đánh cái gì? Đến phần B thì chúng ta sẽ đánh cái âm hình thứ hai. Âm hình thứ hai thì quý vị lưu ý chúng tôi, chúng ta sẽ đánh thành nhịp như nhịp 6-8, nhưng chúng ta sẽ lướt nhanh thì nó vẫn thành 2. Vì sao? Vì 6 là 1, 2, 3, 4, 5, 6 phách.
Thì bây giờ ta cứ tính là đây là 1 này, 2 này, 3. Đó, thì như vậy sẽ thành nhịp 1, 2, 3. Quý vị hình dung chưa? 1, 2, 3, 1, 2, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Đó, 1, 2, 3. Như vậy là nếu mà tôi anh hợp âm đô trưởng này, đô, son, đô, mì, son, đố. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2. Quý vị lưu ý cho tôi này, đô trưởng này, tay trái này, đô, son, son ngón 2, đô ngón 1 và mi. Son ngón 2 và đố ngón 1, là ngón 5. Như vậy ta sẽ đếm này, 1, 2, 3. Đó, ta sẽ chia ra này, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ta đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy chính là giống như chúng ta đánh nhịp 6, 8. Quý vị ạ. Nhưng khi chúng ta đưa vào nhịp 3, 4 thì rất là hợp lý. Đấy. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quý vị dùng chưa ạ? Đô, son, đô, mì, son, đô giống như ta chơi ở nhịp 6, 8. Vậy bây giờ ta sẽ đánh thử vào cái bài Hãy yêu nhau đi này. Hãy yêu, bắt đầu nhịp phách mạnh vào chữ yêu nhé, quý vị nhé. Bài này ở nhịp lấy đà nhé, chứ chúng ta đừng đánh là hãy yêu vào nhịp hãy vào chữ hãy ở phách mạnh là sẽ bị sai, không có hát được đâu ạ. Hãy yêu nhau đi, đi đi lại là nhịp mới này. Hãy yêu nhau đi. Hãy yêu nhau đi, dòng nước đã trôi xa. Đó, hãy yêu nhau đi, khi rừng thay lá. Hãy yêu nhau đi, khi rừng thay lá. Ta sẽ hát như thế thì ta sẽ nhấn phách mạnh vào đây sẽ dễ hơn. Hãy yêu nhau đi. Như vậy khi mà chúng ta như vậy khi chúng ta đếm nhịp như thế và ta sẽ đánh được dòng đầu tiên. Và khi tôi chỉ cần tôi chuyển màu hòa âm, tôi chỉ cần chuyển sang hợp âm khác thì nghe vẫn là cách đánh như thế, nghe sẽ hay hơn rất nhiều. Tôi sẽ ví dụ như này. Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá. Hãy yêu quý vị thấy không ạ? Rất là dễ nhưng mà rất là hay. Tất nhiên là quý vị mới đánh thì sẽ thấy nó khó ở cái phần phần này thì dễ rồi, nhưng cái phần 1 2 3 1 2 3 4 5 6 này là khó. Chính vì thế mà quý vị hãy tập chậm cái phần này, quý vị hãy tập chậm cái phần 1 2 3 1 2 3, sau đó hãy ghép vào với lời của bài hát này. Hãy yêu nhau đi. Sẽ thiên thu.
tôi sẽ cho cái phần lời này lên trên màn hình để quý vị hình dung cho nó dễ. Nhưng như vậy quý vị chỉ cần tập cho tôi một khổ. Một khổ, khi một cái khổ này, bốn dòng này quý vị làm được rồi. Khi quý vị làm được bốn dòng này rồi thì quý vị sẽ tập sang cái khổ tiếp theo cũng sẽ vẫn là như thế. Và tôi sẽ trong một cái video tiếp tới thì tôi sẽ làm cái bài này và tôi sẽ ghi hòa âm. Tôi sẽ chơi cái phần saxophone giai điệu để tặng cho quý vị để quý vị tập. Như vậy, ở trong cái phạm vi bài này, quý vị hãy tập cho tôi. Thứ nhất là cái âm mình 1 là 1 2 3 1 2 3 để cho quen tay đi. Sau đó sang âm thình thứ hai là 1 2 3. Tức là có nghĩa là chúng ta có thể đếm này 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6. Hãy yêu nhau đi. Quý vị cứ tập như thế ở một hợp âm thôi để quý vị đánh cho nó nhuần nhuyễn cái âm hình này thì quý vị sẽ chơi được. Được chưa ạ? Hy vọng rằng sau cái bài học này quý vị sẽ biết chơi ở nhịp 3-4, tất nhiên là mức độ ban đầu thôi. Còn tôi sẽ có những cái bài tập và cái phần hướng dẫn cụ thể tiếp theo để giúp quý vị ôn lại bài này và chơi được bài này ở một cách tốt nhất. Bài học hôm nay xin phép được dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.